có một thông tin cho mọi người biết nha. Con đại ca nó dị ứng nhất trong nhà là ăn khè nha bà con. Có thể nó nhịn mặn khè biến thái cái này dị ứng thì sao á. Còn con nhỏ nó đuổi con khế ra khỏi cái hộp kìa. Thế bà mẹ nó cái hộp về tới nhà 3 ngày trời nó chưa chịu khui nữa. Mày có biết là 3 ngày của người bằng cả chục ngày của mèo không hả con xem. Con khế bị miêu ăn hiếp kìa bà con ơi. Ôi con miêu cái này nó chọc chai lắm nha. Mà kiếp nghe con khế chọc không hả. Con khè mũi bự là con miêu ghét lắm nha. Chỉ khóa chọc con khế thôi. Chứng tỏ là con miêu nó nhìn con khè nó biết con khè bê đê nha. Vậy là con khè này nó bê đê lộ quá trời rồi. Con đại ca cũng ghét mà con miêu cũng ghét luôn. Nó biết là tôi để đồ nghề chuẩn bị khui hàng, do đó nó ngồi nó xí trước nha bà con. À con khế với miêu thấy chưa. Trời ơi con miêu cái này nó chọc chai dữ lắm nha. Tôi chờ nào nó gào được tôi đem đi thiến liền luôn á bà con. Đó thấy chưa. Thấy chưa. Kéo cái thùng chỗ nào nó cũng ngồi ì chỗ đó luôn. Nhìn con nhỏ mà liên tưởng tới lịch sử hồi xưa nha. Cái thời mà người thì ít mà đất thì nhiều đó. Người nào mà giành trước hay là cắm xào dọn cỏ trước thì sở hữu cái miếng đất đó. Y chang con nhỏ luôn nha. Nó nghĩ nó ngồi vậy nó sẽ chiếm nha bà con. Chàng ơi. Coi nè. Tôi gõ cái thùng cốc cốc mà cái mỏ nó giật giật nè bà con. Và bắt đầu khui hàng nhanh nè. Vừa lấy cái nệm gan quỷ nhọn giành cái nệm đầu tiên luôn. Nó nhìn nó kênh với con này con kia. Cái này quá trời nặng rồi bà con ơi. Ôi ôi nó nặng mà nó chắc dữ lắm nha. Bằng gỗ. Tôi nhớ không lầm cái này là cái võng dành cho mèo nha bà con. Trời ơi nó nặng vậy lắp ghép chắc cũng đuối lắm á. Lấy ra tiếp rồi còn gì nữa. Nguyên cái thùng này là nặng có 10 kg trở lên đó. À cái này là cái thảm. Cái thảm để dành thay cái giường nệm đó bà con. Mua sẵn luôn có gì giờ thay. Còn đây là cái đồ cào móng xịn sò. Tôi thấy người ta quảng cáo là nó cào cả năm trời cũng không có sức không có chóc nha. Nếu vậy thì có thể mình tiết kiệm được tiền đó. Rồi còn cái gì nữa đây. Trời ơi cái này nặng dữ vậy. Ủa cái miếng này làm sao ta. Khó hiểu thiệt. Cái này chắc là ghép vô cái võng nè. Mình cũng chưa hiểu làm gì nữa. Trời ơi con quỷ khế kìa. Chưa gì hết nó chui vô rồi. Trời đất ơi. Mày nên nhớ cái đuôi của mày nó dễ bị kẹt lắm nha mày. Nha. Mày chui sao mà cái đuôi không có ra nổi. Đè dọn cái đuôi nó sợ lắm nha bà con. Mà cái đuôi con khế nó cứng đơ rồi. Nó không mềm dẻo. Lâu lâu nó hay bị kẹt như chỗ này chỗ kia mắc cười lắm. Và còn cái gì đây. Cái này. À cái này hình như là cái nệm á. Cái nệm nó văng lên võng á bà con. Đúng rồi cái màu này nè. Còn cái này. Trời ơi cái này nó siêu nặng luôn nha. Cỡ chừng 5kg đó. Không 5-6kg. Nặng dữ lắm. Nặng hơn con khế nhiều luôn nha. Rồi tôi biết cái gì rồi bà con ơi. Cái giường dành cho thú cưng. Mà cái giường con mèo sao bự dữ vậy nè. Ở cái này cái đồ máng nè. Trời ơi cái giường bay lớn nè. Mà gỗ này nhìn rất là đẹp nha. Màu đen, đen tiền luôn. Cái giường dành cho mèo mà nó bự dữ vậy nè. Cái này chó có thể nằm được luôn nha. Chắc là họ thiết kế dành cho chó với mèo hay sao đó. Chứ cái giường này là con bưởi là lên nằm dư sức nè. Nó nặng, nó dày mà nó chắc chắn ghê luôn. Cái này chắc con mèo nó quậy cỡ nào cũng không banh đâu. Nó quá chạy thôi. Rồi xong rồi. Trong khi tôi đang lây hoay với những món đồ này thì cái bầy này nè, nó chui vô thùng xốp. Nó kiếm coi còn gì không. Coi coi còn của ông nội ngoại gì để lại không. Hồi nãy quỷ nhỏ nó ngồi lên cái nệm mới nó cào quá trời. Tôi đuổi nó ra rồi nó chạy lên thùng xốp nó giành tiếp. Vẫn là cái tướng ngồi bất tử. Tướng ngồi giữ của nha. Mình chỉ cầm cái giường này mình lật lên lật xuống thôi mà thấy nó nặng rồi. Hồi gáp không biết làm sao luôn. Và bây giờ tôi sẽ gáp cái võng trước nha. Cái giường này quá trời nặng đối với tôi rồi. Cứ từ từ đi. Rồi tôi nhớ cái võng này rồi. Người ta để là cái võng dành cho mèo mà có hình móng ngựa. Không biết cái này có phải móng ngựa hay không. Tại vì mình thấy nó hình tròn đó. Mà nhìn cũng bắt mắt có duyên. Mà nghe nói là xài rất là bền cho nên mua về luôn. Rồi mình sẽ mở cái bọc ra để mình gáp nha. À cái thanh này là mở ra vậy nè. Nó không phải nguyên thanh nha. Mà nó chia ra bà con ơi giống như mấy đôi đũa vậy đó. À cũng không hẳn là đôi đũa đâu. Giống cái đồ xới cơm hơn. Tới đây cái hơi bị lắp nha. À vậy là cái này mình sẽ lắp ghép vô cái móng ngựa nha bà con. Trời ơi con giả chân con nương nó chui vô cái thùng ở luôn rồi kìa. Nó đưa con mắt ra nó liếc từng đứa một. Người xưa có câu con nào tham lam thì con đó sẽ dễ bị mắc bẫy. Con nhọn này mà nó ra ngoài đời chắc nó dễ mắc bẫy lắm bà con ơi. Cái giống gì chị cũng khoái hết trơn. Trừ đồ ăn ra. Đồ ăn thì không tham đâu nhưng mà đồ đạc thì rất là tham. Giờ khùng nó cũng hơi bị lo lắng cho nhọn nha. Chà, cái hình vòng cung này tôi sẽ kêu là cái móng ngựa nha bà con. Nó có một cặp lận. Khi mà mình lột cái này ra thì mình sẽ lấy ra được hai miếng giống vậy nha. Công nhận nha, đúng là tiền nào của nấy luôn á. Cái shop này bán đồ tôi thấy nó chắc chắn ghê luôn á. Giống như là dành cho người vậy đó. Cái cây gỗ nó chắc với nó nặng ghê luôn nha bà con.
Còn cái thanh đó mình sẽ ghép vô mấy cái căn cưa này nè nha. Nãy giờ lo suy nghĩ lắp ghép lâu quá, tụi nó bỏ đi gần hết trơn luôn rồi. Chỉ còn con nhỏ với Quạo đứng lại coi thôi. Trời, hai con mèo mướp này nhiều chuyện ghê ha. Y chang cái thúi nha. Và mình sẽ dùng những cái thanh này mình ghép vô vậy nha bà con. Ở đâu có găng cưa thì mình ghép đều hết. Tức là nó cho mình những cái thanh này là đều hết trơn với mấy cái găng cưa luôn nha. Bao nhiêu găng cưa thì sẽ có bao nhiêu thanh. À, vì mới gắn vô cái là nó vô khớp luôn nha bà con. Nó nghe một cái cạp. Thẩm gài cũng muốn khui hàng lắm nhưng mà thấy nó nặng quá, tính chờ bạn bè qua gắn giùm tôi. Tại mình sợ cứng quá mình gắn không nổi. Nhưng mà dễ gắn không có khó nha. Không có như mình. Trời ơi, coi nó lắc nè. Lắc qua lắc lại y chang cái xích đu luôn. Hay là giống cái đồ chơi cưỡi ngựa mà cô nít chơi đó bà con. Thôi cái này mà làm cái đồ sải ngựa thế nó nhảy lên không biết. Trời ơi, coi nè chưa gì thấy chưa. Trời ơi, nó gắn mà không kỹ là nó vậy nha bà con. Đi bụi luôn. Khi mà ghép cái võng này tôi phải vận dụng hết 100% công lực mới được. Chứ ghép yếu yếu mà con khế nó nhảy một cái mà cái khớp nào yếu yếu thì nó đi nguyên một cây luôn nha. Mày đi nghe khế thúi, tao đang ghép đừng có phá tao nghe mày. Đi, đuổi cái con này. Ừ, khế thúi nó có cái tật nha bà con. Mỗi khi tôi đuổi nó giận vậy nó gượng khè nó đuổi. Nó về chưa? Mỗi khi mà ảnh bị tôi đuổi bắt đầu ảnh bắt chước tôi nha, anh đuổi anh khè. Chắc làm vậy cho đỡ quê hay sao đó. Sao mà nhìn cái này lắc lư giống xích đu quá bà con ơi. Đã ghê luôn á. Không biết người ta có chế cái xích đu dành cho mèo không ta. Ủa gì vậy? Mày đuổi con khè xong mày vô làm gì? Ủa mày tưởng mày đuổi con khè mày vô tao cho mày vô hả? Trời ơi, cái kiểu như là chơi trò chơi nít vậy đó trời. Kiếm đứa nào thấy thân rồi vô bình thường hả mày? Cái gì đây? Nó sợ tôi đuổi, nó chui vô thùng nó trốn á bà con. Mà đã chuyên gia bị kẹt cái đuôi là cứ thích chui hoài. Thôi tụi bay làm gì làm đi. Còn bây giờ là phần của tôi phải tập trung ghép từng cây một. Cuối cùng cũng gần xong rồi, còn một cây cuối cùng. Kèn ơi, ghép mấy cái đồ chơi cho mấy con này mất cả thanh xuân luôn hả bà con. Nè, có cái khớp nè, mình ghép vô. Mình chỉ cần nghe một cái cặp hay là mình nghe một cái tiếng gì đó là nó xong rồi. Phải vô khớp nó mới chắc nghe, chứ không có vô khớp là mấy cái cây này nó dễ bị lớp ra ngoài lắm. Mọi người có để yên khè không? Con khế càng đuổi thì nó càng chọc con khế nha. Nó đúng là cái đồ dẹo. Coi từng cái khớp, coi khớp chưa. Rồi vậy là ok nha. Lắp ráp đã xong, bây giờ tới cái phần quan trọng đó là dăng cái võng lên. Bữa hôm tôi đặt hàng đó tôi nhớ cái võng có cái màu này nè. Bây giờ tôi nghĩ cái này chính là cái võng để dăng lên. Để coi cái suy đoán của tôi đúng không nha. Nó có hai mặt nha bà con. Một mặt là trắng tươi và một mặt thì nó có màu này. Mà tôi nghĩ cái màu này để lên để cho mèo nó dặm đỡ dơ nha. Còn mấy cái thanh này là cái chỗ đi dăng võng nè. Mà công nhận luôn cái võng này dăng nó khỏe ghê nè. Nó có cái này nè bà con. Dán vô rất là cứng luôn nha. Ô là trời, con quỷ khế. Chưa gì muốn cạp không? Mày cạp không? Hả? Nó cứng dữ lắm bà con ơi. Chắc chắn ghê luôn nha. Cái kiểu này chắc là không lo đứt võng đâu nha. Rồi, mở ra là phải dùng sức dữ lắm mới mở được đó. Công nhận cái người thiết kế cái này cũng êm ghê ta. Đó, đó, con quỷ nhọn chưa vậy ha. Muốn nhào lên hả mày? Bởi vì đang làm này là bực bội nhất mấy quỷ này nè. Là nó phá hoài. Rồi, mình sẽ dăng lên. Mấy cái thanh này mình có thể lựa chọn là dăng cao hay thấp nha bà con. Mình sẽ chọn khúc này mình dăng nè. Thì mình sẽ để cái miếng dán vô đây thôi, dăng cao xíu đi. Ở kia thì thấp quá. Và chúng ta dán nó vô. Chưa gì hết mà cái con hôi của nó cứ lại phá tôi hoài rồi sao đây bà con. Nó sợ mất phần hay gì đó nghe. Mọi người hãy đặc biệt danh cho con nhọn là con hôi của đi. Đồ ăn thì nó không thèm mà đồ đạc trời ơi. Nó lộ cái bản mặt tham lam của nó lên kìa. Nó đứng lên rồi dòm ngó rồi gờ mó tùm lum hết trơn. Rồi xong rồi. Cái giọng siêu chắc luôn nha. Đó, đứa nào leo lên thử đi. Không phải leo lên đó, leo lên võng kìa. Khèn mới bự nó ngu dễ sợ ha. Có tưởng cái đồ này dành leo cầu thang hay gì á. Ủa con nào leo lên đầu tiên đây? U là trời ơi, con miêu nó mở hàng đầu tiên rồi ông ơi. Con nhọn leo lên trên thanh không leo lên võng. Và con quạo cũng mở hàng chung với con miêu luôn. Mình quay xuống cái wheel này nhìn đẹp ghê luôn bà con. Nó y chang như là một cái bánh xe. Mà cũng có thể gọi là một cái cung điện mini nha. Cái ngai vàng luôn á. Nhọn đứng ở trên, nó nghĩ đứng ở trên nó chiếm mày trời ơi con. Nó chứ cái thanh này nó chắc lắm nha bà con. Là cái gỗ nó rất là cứng, rất là chắc mà mấy mèo chui lên cũng không nhầm nhò đâu. Chỉ sợ là mình gắn cái thanh nó yếu quá, nó lỏng quá đó rồi nó rớt ra ngoài thôi. Chứ cái này sập thì tôi nghĩ nó không sập nổi. Rồi con miêu nó chiếm cái võng luôn rồi. Ủa tôi nhớ con miêu này nó nhát lắm mà ta, sao cái này nó chui lên vậy? Vậy là rõ ràng con mèo rất là khoái cái này. Cái này kêu là cái võng móng ngựa dành cho mèo. Nhưng mà tôi thấy trước tương lai của đứa ngồi trên võng rồi đó nha.
không có được yên nổi đâu. Ở trên nó có lỗ kìa, con ở trên nó kiếm chuyện nha, nó chọt xuống nha, rồi đứa ở dưới nó chọt lên ha. Con nào lì dữ lắm mới chịu ngồi yên trong cái võng thôi, chứ cái này bị hành dữ lắm nha bà con. Công nhận thiết kế cái võng này á, giống như chỗ nghỉ ngơi, mà thật sự đứa nào nằm trên này khó nghỉ ngơi lắm. Thôi bây giờ để tôi dăng cái võng thấp xuống chút xíu coi sao. Và con khè mới bự cũng muốn chui lên, nhưng mà con khè mới bự hình như nó hơi to con. Nếu là con mèo bự thì mình dăng cái võng thấp chút xíu nha. Đó, thấp rồi đó. Con khè cũng hỏng muốn lên nằm, chỉ nhào lên nó hửi thử thôi. Kỳ này tôi sẽ dăng cho cái võng nó căng chút xíu nha, tức là nó sẽ không có cái độ dúng nhiều ha, kiểu như là làm cái ghế bố luôn. Chà, vừa làm võng mà vừa làm ghế bố luôn mới ghê á. Giờ mình dán nó vô. Con mèo nào mà nặng quá cỡ nằm lên nó cũng không có gớt ra đâu nha, mình giật cũng không ra đâu, trừ khi nào mình lấy tay mình gỡ miếng dán ra nó mới xích ra nha bà con. Công nhận thiết kế này ghê thiệt chứ. Nếu là con mèo nhỏ thì mình sẽ dán ở trên, tại vì mình dán càng cao thì cái diện tích cái võng nó sẽ càng hẹp. Còn mấy con mèo bự như khế thú dân khè thì mình dán ở dưới thấp, mà thấp quá thì mấy con mập nó ngồi lên cái thủng cái võng luôn rồi, không thể nào mà dán thấp ở tuốt ở dưới cuối cùng được. Nó chỉ thấp nhất là chỗ này thôi, để cho mấy con mèo khác nó không có chui xuống đít, nó vào đít. Ô, con mèo này nó cũng hôi của, giống nhỏ quá ta ơi. Bình thường nó không thèm lại gần đâu, mà khi thấy cái này bắt đầu chỉ khoái rồi, chỉ ngồi liền chỗ luôn nha. Wow, nhìn con mèo mà ngồi trên này tôi liên tưởng tới gì bà con biết không? Con mèo mặt trăng nha. Ủa sao đi rồi? Rồi tới vui nháo. Rồi bây giờ tôi sẽ đem cái võng này vô nhà dưỡng lão để tạm nha. Chà, còn cái này nữa, để dành máng vô cái lỗ này nè bà con, để cho mấy con mèo nó chui lên võng mà có chỗ để giỡn. Nhưng mà tôi thấy giỡn cái này hơi bị phí á, thế nào nó cũng kéo cho đứt hay nó cắn cho nát nè, để lên nó hơi bị uổng. Công nhận cái miếng võng này hả, nó chắc ghê luôn á bà con, mà gờ nó nhắm nhắm nữa, bởi vì con mèo nào cũng khoái trên. Thôi bây giờ mình treo thử nha, chưa gì mà con vui ngáo với quả muốn tăng động rồi, thấy chưa? Vậy là nhọn không hơn mèo nha, nãy cái võng nó hơi cao đó, thì ngồi lên thì bị mấy đứa kia nó chọt đít rồi. Còn kỳ này tôi hạ xuống làm sao chọt đít được, nhưng mà bị ở trên chọt xuống cũng vậy thôi. Mày chọn cái võng này là mày không được yên ổn đâu nhọn ơi. Bị mấy đứa nhỏ khiều mỏ hoài luôn, mà chỉ lì chứ không thèm đi nghe. Và khi treo cái món đồ chơi vô cái lỗ này thì con nhọn chưa kịp giỡn nữa, vui ngáo lại giành rồi. Tôi thấy treo vô hơi bị uổng đó bà con, đúng là cọng dây này người ta làm rất là chắc nha, nhưng mà con mèo nó cứ giật kéo hoài, tôi thấy nó uổng quá à. Thế nào cái này nó cũng banh thôi nè, coi nè. Bình thường con vui nhìn rất là ngáo, nhưng mà khi có đồ ăn ngon hay là đồ chơi nào êm á, nó chuyển sang cái chế độ gian xảo liền nha bà con, nhanh nhất lẹ nhất trong bầy. Bởi vì con này tôi nói nó giả ngáo đâu có sai đâu. Còn nãy giờ thôi, tôi thấy cái này tôi nên rút ra cất vô đi, chứ để ở đây tôi thấy tận nhẹp cái này quá, trước sau gì nó cũng banh thôi. Có cọng dây hay là không có cọng dây gì tụi nó cũng lên giỏng phá, thì thôi để dây làm gì, đó nó giữ luôn, nó đâu có buông đâu. Nè, người ta thiết kế để cái cọng lông vũ ở đây nè, con mèo nó khoái lông vũ lắm, thấy là nó không thể nào rời mắt được đâu. Xung quanh thì làm bằng da thần để cho con mèo nó vào, mà quấn vô rất là chắc luôn nha. Nhưng mà thôi, em hãy vô nhà tù ở đi, chứ để đây thấy uổng quá. Thôi thôi, khiều cái gì, cái con mỏ nhọn này coi kìa nó, chứ cái nết của chị nhọn giỡn rất là nhẹ nhàng, không có giống mấy đứa kia đâu. Nó còn vui chồm chồm hỏi con nhọn nó cạp cho mày một cái. Bây giờ chỉ mới có review cái giỏng hình móng ngựa thôi mà đã hết nguyên buổi tối rồi. Còn những cái món này tạm thời tôi cất vô nhà tù nha bà con, một đống đồ luôn. Từ từ mình sẽ review những món kế tiếp nha. Còn cái giỏng hình móng ngựa này tôi tạm cất vô nhà dưỡng lão để tôi đi ngủ. Mở cửa vô một cái thôi, con mèo với con quạo nó ùa vô. Bình thường con mèo nó đâu thèm vô nhà dưỡng lão đâu, sao giờ vô vậy, sao kỳ vậy ta. Còn quạo vô bể bê banh chơi luôn rồi. Nó chứ cái nhà dưỡng lão từ từ sẽ biến thành cái nhà giải trí nha. Nếu con ngầu với con khè nó ngoan thì tôi sẽ cho vô chơi chung với mấy đứa này. Wow, giả chân con nương ngồi lên võng kìa. Nói chứ cái võng hình móng ngựa này mà con mèo lên ngồi chụp hình rất là đẹp nha bà con. Có ai coi phim Salomon không? Con mèo đen đó, nó ngồi trên mặt trăng đó, liên tưởng tới mèo liền. Nhưng mà con mèo đen ta dễ thương lắm, còn con mèo cái mặt nó hơi bị hắc ám chút xíu. Đúng như tôi dự đoán, cái món đồ chơi vừa lấy ra là con nhỏ nó giành xuyên suốt luôn. Giờ khùng cũng muốn vô ngồi mà thấy chị nhọn của mình ham quá. Rồi giờ xin chị nhọn vô ngồi ké, biết chị nhọn cho không nữa. Nó con quả thèm xin đâu, nhào vô luôn. Còn giờ khùng thì không đâu nha. Trà ơi, cái tướng ngồi y chang tiểu thơ luôn bà con ơi. Công nhận cái giọng hình cái móng ngựa này cũng êm ghê. Tôi không nghĩ nó chắc tới vậy bà con. Mình nghĩ là nó sẽ gề gạt hay là con mèo nó quậy thời gian sẽ banh.
Còn hai đứa nhỏ này vô ké nhà người ta, nó cũng muốn chiếm cái giọng của người ta đó. Cũng hên là con nhỏ đã giành trước rồi đó, vậy nó khiều cái mỏ người ta nữa kìa. Bởi vì mỗi con có một cái tánh khác nhau nha. Con Khế nó khoái khui đồ, nhưng mà nó không hề giành đồ với những con khác nha. Khi tiểu thư nhọn có đồ chơi mới thì giờ khùng chơi lại cái đồ chơi cũ của nhọn. Đây là cái mền ngày nào mà nhọn đã giành, còn bây giờ nhọn không thèm giành nữa, nhường cho giờ khùng. Còn cái thú nó vẫn giữ nguyên cái nhiệm vụ mà quách què giao cho nó, ở trong nhà dưỡng lão đón tiếp từng đứa nhỏ, không có giành đồ nha. Đứa nào chơi gì chơi đi. Giờ khùng vẫn là một đứa biết điều và tội nghiệp nhất trong bầy. Nhưng mà giờ ơi, cho mượn cái mền này đi rồi ha, mày dễ chịu mà, có không có cũng không sao đâu. Để tao đắp thử vô trong cái này coi, tại vì tôi thấy mấy mèo nó hay chọt ở trên xuống dưới quá, giờ mình đắp lại để coi ra sao nha. Đó, và con mèo nó bước lại, nó không còn chọt ở trên xuống dưới, cái tìm cách chỉ khịa nha. Trời ơi, nó giành thẳng thừng với con nhọn luôn kìa. Ồ, con mèo này nó hôi của giống con nhọn bà con ơi, thấy không? Con mèo mà ngồi lên cái móng ngựa này rất là đẹp luôn, nó chỉnh cái chế độ sáng lên làm một bôi hình là ok nha bà con. Con nào mà leo lên cái nóc võng mà muốn đánh người ta cũng đánh không được nha, chỉ còn cách chui xuống dưới thôi. Đúng là nhọn tiểu thư thiệt chứ, chọn những cái nơi sang trọng hay là đồ mới mới để mà ngồi không. Khoái chảy nước miếng luôn. Và con khế thúi nó muốn kiếm đường gỡ cái mền đó ra kìa. Con mày gỡ được không? Trời ơi, cho nó gỡ thiệt ông ơi. Sao tôi nói cái gì nó cũng làm theo tôi hết chân vậy. Còn con ngầu ở ngoài nó dòm vô kìa bà con. Con nhỏ nó đang nằm mà con ngầu chui vô là hồi có chuyện liền đó bà con. Ngầu nó bụp nhọn liền luôn á, tại vì có đồ chơi mới nè. Rồi rồi rồi, con giò nó năn nỉ con nhọn. Thôi chị nhọn ơi, cho em vô ngồi ké đi, chứ em thấy cái món này nó êm quá trời rồi. Cái mền của em chị cũng giành luôn. Chị thôi, chị cho em cổ phần trong cái nhà này đi. Rồi con giò nó chuyển sang chế độ lì lợm rồi, không đi luôn. Ôi trời ơi, con mèo nó chui xuống được kìa. À, nó leo lên nóc nhà nó phá người ta không được, bây giờ nó phải chui xuống dưới, thấy ghê chưa? Ồ, con mèo là một con yêu quá chứ không phải mèo đâu nha. Rồi con nhọn bị tấn công quá xá rồi. Bên là giòi, ở dưới là mèo. Cái món đồ này nó quý giá quá, con giòi bắt đầu muốn tạo phản. Con quạo nó cũng chui vô tiếp con mèo kìa. Nhọn đang cố gắng đánh đuổi kẻ địch đi chỗ khác. Trời ơi, nó con mèo lộ mặt bà con thấy chưa? Rồi leo lên nóc tính khiều người ta mà khiều đâu có được. Mặt của giòi như kiểu hổng gài mà giành đồ chơi của tao biết bao nhiêu rồi. Còn là cái mền cuối cùng mày cũng giành, mày đắp lên đây luôn. Thôi cho tao nằm ké với mày đi. Và lúc này giả chân cô nương có vẻ như là chịu thỏa hiệp với giòi khùng nha. Nhưng mà còn hai kẻ địch ở phía trên, làm sao mà đánh đuổi đây? Thôi giòi ơi, tao giao nhiệm vụ đó cho mày đó, mày giải quyết hai đứa nó đi rồi tao cho mày nằm ké. Ok mem. Rồi con giòi bắt đầu ha, nó liếc từng đứa một nè. À, đứa nào mà sọc vô là tới số với giòi khùng nha. Ngồi trên cái võng một hồi thì giả chân cô nương nó cũng mắc vệ sinh, nó phải đi toilet. Rồi nó giao cái võng này lại cho con giòi quản lý. Rồi hai đứa này tranh thủ tấn công, tìm cách nào mà đuổi con giòi xuống để lên võng nằm coi. Con nhỏ nó giao cái nhiệm vụ giữ ngay vàng cho tao nha, tụi bay đừng có lộn xộn nha. Con quạo thì kích ở dưới, con mèo kích bên hông. À, rồi u đầu, đau quá bỏ chạy luôn. Còn con mèo, giòi hay quá, giòi đã đánh được một kẻ địch rồi. Còn kẻ địch thứ hai mới đáng sợ nè. Con mèo này nó thuộc về cái dạng chùm cuối rồi, và nó rất là lì, khó đánh nó bỏ chạy lắm. Mọi người thấy chưa, bình thường không có gì thì sống rất là yên ổn, nhưng mà khi có của cải hay là có cái ngai vàng rồi thì biết bao nhiêu đứa nó gình nó muốn đánh mà, để mà giành lấy cái ngai vàng. Bởi vậy làm vua cũng đâu có yên đâu. Và chị nhọn chúng ta đã đi ị xong rồi, con giò nó giữ ngai vàng, hồi cái mặt của nó nhăn nhó quá trời luôn kìa, tội nghiệp giò khùng dễ sợ. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.